Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước ống kính và tôi là Hoàng Nga sẽ kết nối thông tin cùng quý vị hôm nay, thứ bảy ngày 15 tháng 12. Thưa quý vị, ắt hẳn là quý vị đã có những dự định cho một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui và ấm áp bên gia đình và bạn bè, nhất là chờ đón trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sắp diễn ra phải không ạ? Nhưng cũng đừng quên đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội quý vị nhé. Một ngày bình yên tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực không chỉ của riêng các lực lượng chức năng mà còn là của cả cộng đồng, thưa quý vị. Thông tin đầu tiên mà ống kính an ninh hôm nay chuyển đến quý vị liên quan đến vụ việc tàu cá BV9496TS bị sóng đánh chìm trên vùng biển Vũng Tàu khi đang đánh bắt hải sản vào rạng sáng ngày 13 tháng 12. Lúc đó, 13 ngư dân của tàu BV9496TS đã may mắn được một tàu cá đang hoạt động gần đó ứng cứu, nhưng vẫn còn 3 người bị mất tích. Vào lúc 20 giờ tối qua 14 tháng 12, tàu BP131901 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa 3 thuyền viên làm việc trên tàu cá BV9496TS về đến Vũng Tàu để làm thủ tục bàn giao cho chủ tàu và gia đình. Trước đó, rạng sáng ngày 13 tháng 12, tàu cá BV9496TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Vũng Tàu, cách mũi Vũng Tàu khoảng 26 hải lý thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Vào thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 16 thuyền viên. Một tàu cá đang hoạt động gần đó đã kịp thời đến cứu được 13 ngư dân, 3 người còn lại bị mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo cứu nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng điều các tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, còn có một số tàu cá khác cũng ở hiện trường. Sau khi tiếp cận hiện trường, tàu SAR 413 đã tiếp nhận 13 người được cứu để chăm sóc y tế và khai thác thông tin về tai nạn. Do có 3 thuyền viên có sức khỏe yếu, tinh thần mệt mỏi, nên lực lượng cứu nạn đã bàn giao cho tàu của Bộ đội Biên phòng đưa về bờ chăm sóc y tế. Hiện nay, thời tiết tại hiện trường rất xấu. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm thuyền viên còn mất tích. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, nhiều thực khách trong lúc đang ăn uống tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì bất ngờ bị 4 thanh niên cầm theo hung khí xông vào chém loạn xạ, khiến nhiều người bị thương. Liên quan đến vụ việc này, ngày 14 tháng 12, Công an huyện Châu Đức đã xác định được nhóm đối tượng đuổi chém khách. Điều tra của cơ quan công an huyện Châu Đức, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12, tại quán ăn 86 thuộc khu phố 3 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng. Hình ảnh camera tại quán ghi lại cho thấy, nhóm khách khoảng 10 người đang ngồi ăn tại quán, thì bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng tay cầm mã tấu, rựa và ná thun xông vào chém xối xả nhiều người. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước nên đối tượng Nguyễn Văn Tự, 32 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Bầu Chinh, đã cùng một số đối tượng khác chém nhiều nhát vào đầu, lưng, chân và một nhát làm đứt gân tay anh Trần Trọng Huấn, 34 tuổi, trú tại thôn Hiệp Long, xã Kim Long. Trong số 4 đối tượng, ngoài Nguyễn Văn Tự, cơ quan điều tra cũng đã xác định danh tính một đối tượng khác là Thống Cái Cường, 24 tuổi, ngụ thôn Tân Giao, xã Láng Lớn. Hiện cả 4 đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy luôn là mối ẩn họa đối với mọi người. Điển hình là quán karaoke số 17 Nguyễn Quyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tối hôm qua, quán này đã cháy nhưng rất may là không gây thương vong về người. Đêm qua, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke số 17, Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Đống Đa, hỏa hoạn bùng phát từ tầng tum của tòa nhà. Nhiều khả năng thợ sửa chữa tầng tum gây chập điện, dẫn đến hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đến 23 giờ đêm, ngọn lửa đã được dập tắt. Quán karaoke này nằm trong danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy đã bị đình chỉ hoạt động. Còn bây giờ là những thông tin đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, giờ này chắc nhiều người trong chúng ta đang rất chờ đón trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, phải không nào? Tôi nghĩ chắc rằng nhiều người, nhiều gia đình đã sẵn sàng tâm thế để xuống đường sau trận đấu, bởi ai cũng kỳ vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng. Để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, ngành công an nhiều địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng tham gia điều tiết, tuần tra giao thông, giữ gìn trật tự đường phố và ngăn các hành vi quá khích, gây rối, ảnh hưởng đến ngày vui chung của mọi người.
Trong tối nay, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh huy động tối đa 100% quân số, phối hợp giữa nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, thanh niên xung phong, thanh tra giao thông, chốt chặn tuần tra tại tất cả các tuyến đường, khu vực trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông và an ninh trật tự tốt nhất cho người hâm mộ theo dõi trận đấu tại các điểm công cộng và cổ vũ trên đường phố. Đồng thời ngăn chặn những hành vi quá khích, tụ tập gây rối. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích mà gây phức tạp về giao thông thành phố. Ví dụ như lợi dụng cái tình trạng này để rú ga, nẹt bô, rồi đua xe, thì những trường hợp này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý bằng những giải pháp mạnh và tạo sự răn đe đối với người vi phạm. Tại thành phố Đà Nẵng, cảnh sát giao thông thành phố cũng huy động toàn bộ lực lượng, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong đêm nay. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia cổ vũ được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý những cái hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 11 tháng 12, sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi, tại Đà Nẵng đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng ăn mừng thực hiện hành vi tham gia giao thông vi phạm luật. Qua đó, lực lượng đã lập biên bản xử phạt 45 trường hợp vi phạm giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong trận lượt về AFF Cup 2018, lực lượng công an nhiều địa phương trên địa bàn cả nước khuyến cáo người dân cần cổ vũ có văn minh, đảm bảo an toàn. Đối với tình trạng vi phạm sẽ cương quyết xử lý. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh cho biết, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm chung kết lượt về AFF Cup đã hoàn tất. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng giao thông toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đều được huy động để ra quân nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người hâm mộ. Bên cạnh việc điều tiết, phân luồng giao thông thì cán bộ chiến sĩ cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Vì thế nên rất mong mọi người hãy thể hiện tinh thần cổ vũ, văn hóa, văn minh và an toàn nhằm đem đến niềm vui trọn vẹn, thưa quý vị. Bản tin Trước Ống Kính ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể truy cập vào website brt.vn để theo dõi lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình. Và đừng quên hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp cũng như thông tin cộng tác của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.